Thì bây giờ chúng ta sẽ đến với các cái bài toán về tính toán ha các em. Rồi, bây giờ ở ví dụ 2 nè, các em ghi đề bài, dừng video khoảng 2 phút để ghi bài đề bài cho thầy nhá. Rồi, tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị y bằng x mũ 3 cộng x trừ 2 trục hoành và hai đường thẳng x bằng 0, x bằng 3. Rồi, bây giờ với cái đề bài này thì theo thầy á, thì trước khi các em bắt tay vào giải á, chúng ta nên tóm tắt cái đề lại một chút xíu. Bởi vì sao? Các em nhìn ở bên đây này, thầy tóm tắt cho các em á là với điều kiện này có hai đường y, hai đường x đầy đủ đồ chơi thì chúng ta mới có công thức để xài. Còn có nhiều trường hợp các em không có đủ đồ chơi, vậy thì các em không có xài ngay công thức này liền được. Được chưa? Vậy thì bây giờ ta sẽ tóm tắt lại cái đề bài này xem coi nó đủ đồ chơi không cái đã. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tóm tắt lại cái diện tích S này của chúng ta nè. Là có mấy đường đây các em? À bây giờ đầu tiên nè, một đường là y bằng cái này để cho đúng không? Là các em viết lại là y bằng x mũ 3 cộng x trừ đi cho 2 nè. Đường thứ hai là có không các em? Trục hoành là phương trình là gì? Trục hoành là OX. OX thiếu chữ y đúng không? Vậy thì y bằng 0. Đúng chưa? Đó, y bằng 0. Còn hai đường thẳng đây cho sẵn luôn là x bằng 0, x bằng 3. Vậy thì đủ đồ chơi chứ các em? Quá đủ rồi đúng không? Như vậy thì nếu đây là một bài trắc nghiệm, nếu nha, đó, thì khi đó diện tích S của chúng ta, diện tích S của chúng ta sẽ bằng gì? Tích phân áp dụng đúng công thức bên kia, tại vì đã đúng bài bản rồi. Đó, A là 0 này, B là 3 này. Đó, của cái gì các em? Của trị tuyệt đối, được chưa? Trị tuyệt đối x mũ 3 cộng x trừ đi cho 2 tất cả trị. Đó. Thì nếu như đây là một bài toán trắc nghiệm thì em chỉ cần bấm máy cái tích phân này rồi so đáp án là xong. Được chưa? Nhưng mà bây giờ nó có một số vấn đề. Thứ nhất, nếu đây là một bài thi tự luận thì sao? Hoặc nếu đây là một bài trắc nghiệm nhưng mà đáp án người ta khống chế Casio thì sao? Đúng chưa? Đó, vậy bây giờ ta sẽ tìm hiểu qua cái bài này giải tự luận như thế nào nha. Rồi, như hồi nãy thầy có nói là gì? Để tính được cái tích phân trị đó này, đầu tiên ta sẽ tìm cái giao điểm của cái MX này với trục hoành, tìm trắc nghiệm một đoạn AB. Vậy thì bây giờ ta tìm trước. À, bây giờ các em đi phương trình hoành độ giao điểm như nào? Đó, phương trình này hoành độ giao điểm này. Đó. Giao điểm. Ta có là gì? X mũ 3 cộng x trừ đi cho 2 bằng 0. Các em lấy máy tính ra bấm. Và một điều lưu ý đó nha, đây là phương trình bậc 3 chứ không phải là phương trình bậc 2. Nhiều bạn bấm cái phương trình này, bấm phương trình bậc 2 là sai. Và thứ hai nữa là gì? Hệ số cái bình bằng 0. Như bạn bấm cứ tay nhanh hơn não bấm 1, 1, 2, 0 rồi thành nữa ra kết quả sai. Được chưa? Này các em bấm đúng hay là 1, 0, 1 và trừ 2. Được chưa? Thì khi đó máy nó chỉ ra cho mình là một nghiệm duy nhất là x bằng 1 thôi. Được chưa? Đó. Rồi, bây giờ nếu như chúng ta không vẽ đồ thị thì làm sao ta biết cái phần đồ thị nào nằm trên, cái nào nằm dưới trục hoành đây? À, ta có một cái công cụ rất mạnh nha, đó chính là bảng xét dấu. Được chưa? Bảng xét dấu. Đó. Rồi, bây giờ các em bắt đầu xét dấu như thế này nè. Rồi, có hai hàng x, thứ hai là x mũ 3 cộng x trừ đi cho 2. Đó. Rồi. Ở đây cận chúng ta đi từ 0 tới 3 nhưng mà có con 1 che giữa. Rồi. Các bạn còn nhớ xét dấu không? Không nhớ thì xem bên đây có thầy làm cho coi nè. Rồi, tại x bằng 1 thì biểu thức này của chúng ta bằng mấy các em? Bằng 0 đúng không? Đó, em điền số 0 tròn chỉnh vô đây. Bây giờ ta sẽ tìm coi trên khoảng từ 0 tới 1 dấu của biểu thức này là dấu gì? Trên khoảng từ 1 tới 3 dấu của biểu thức này là dấu gì? Được chưa? Đó, bây giờ bạn nào quên các xét dấu thì bây giờ nghe thì nhắc lại một lần nữa nè. Bây giờ làm sao biết trên khoảng 0, 1 này biểu thức chúng ta mang dấu gì đây?
rất đơn giản, chiêu rất đơn giản này các em. Em chỉ cần thay một đại diện trên khoảng 01 này, một giá trị đại diện trên khoảng 01 này vào cái điều thức này. Rồi máy tính nó cho em dấu gì thì là dấu đó luôn. Ví dụ nhé, trên khoảng 01 này thầy thích số 0,5 được không các em? 0,5 nó có thuộc khoảng thì không đúng không? Có đúng không? Rồi sao em thay con 0,5 vô đây? Vô điều thức này, chúng ta kiểm tra dấu của nó. Và kết quả của em sẽ được là dấu âm. Được chưa? Vậy tương ứng trên khoảng từ 1 tới 3 em sẽ thay bất cứ con số nào vào đây. Ví dụ thầy đơn giản thì thầy thay con số 2 vào đây. Thì thầy kiểm tra dấu thì nó sẽ là dấu dương. Đơn giản là 2 mũ 3 là 8 này, 8 mũ 2 là 10, 10 trừ 2 nữa là 8. 8 là dấu dương. Được chưa? Thì khi đó mình thay vì mình vẽ đồ thị thì mình không cần vẽ, mình cũng biết là trên khoảng 0,1 là phần đồ thị âm nó nằm dưới trục hoành giống vậy nè. Còn trên khoảng 0,1,3 thì phần đồ thị dương nằm trên trục hoành nó giống vậy nè. Được chưa? Thì khi đó cái diện tích này nè, cái diện tích này nè. Đó, cái diện tích này nè. Đó. Thay vì chúng ta tính từ 0 tới 3 của trục đó này đúng không? Thì ta sẽ tách thành hai cái thức phân. Được chưa? Một cái là thức phân từ 0 tới 1 và một cái là thức phân từ 1 tới 3. Thì đó, để mình cứ ghi thủ sẵn đồ chơi như vậy. Rồi, từ 0 tới 1 thì đồ thị mang giống gì các em? Dấu âm đúng không? Thì phía trước nó ta phải cho nó cái dấu gì đây? Tương tự như nãy thì chúng ta làm dấu trừ đúng không? Đó, đây, dấu trừ đây. Của cái đối tượng nào? Của cái này, x mũ 3 cộng x trừ đi cho 2 để x. Được chưa? Rồi, tiếp tục ở đây là dấu cộng. Được chưa? Thích phân từ 1 tới 3. Bây giờ các em thấy đúng không? Này, từ 1 tới 3 đồ thị mang dấu cộng thì ta cho nó dấu cộng. Được chưa? Đối tượng vẫn như cũ, x mũ 3 cộng x trừ đi cho 2 để x. Đó. Rồi mà các cái nguyên hàm này dễ tính không các em? Không quá dễ gì nữa. Đúng chưa? Đây, trừ cho nguyên hàm của x mũ 3 nghĩa là gì? Là x mũ 4 chia 4. Được chưa? Nguyên hàm của x chính là gì? X bình chia 2. Được chưa? Nguyên hàm của 2 chính là 2x. Được chưa? Tới đây các em thấy cận từ 0 cho tới 1. Được chưa? Rồi tiếp theo, cái này các em thấy nó y chang này đúng không? Chép lại, x mũ 4 chia 4 cộng cho x bình chia 2 trừ cho 2x. Tất cả ta thay cận từ cái đây không phải từ 0 tới 1 nữa mà là từ 1 cho tới 3. Được chưa? Rồi bây giờ các em bắt đầu thay vào. Được chưa? Bây giờ này bằng dấu trừ để yên nè. Thay vào đây là 1 mũ 4 chia 4 cộng 1 mũ 2 chia 2 trừ 2 nhân 1. Được chưa? Trừ cho, thay 0 vào đây là 0 mũ 4 chia 4 cộng 0 mũ 2 chia 2 trừ 2 nhân 0. Đó, thấy chưa? Đó, rồi tiếp tục thay 3 vào đây là 3 mũ 4 chia 4 cộng 3 mũ 2 chia 2 trừ 2 nhân 3. Thay cận 1 vô là trừ cho 1 mũ 4 chia 4 cộng cho 1 mũ 2 chia 2 trừ 2 nhân 1. Được chưa? Rồi sau đó em bấm máy, em sẽ được là gì? Ở đây là trừ mẫu mặt. Bây bấm máy nguyên cục này chúng ta sẽ được là trừ 5/4. Được chưa? Rồi tiếp tục, nguyên cái dàn này em bấm máy em sẽ ra được là 20. Chú ý ở đây trừ với trừ sẽ thành dấu cộng nha em. Thì khi đó kết quả của em sẽ được là 85/4. Và thế là kết thúc ví dụ số 2.